Cách đây ít giờ trong buổi livestream của mình, streamer Virus đã bất ngờ để lộ cuộc điện thoại giữa anh và Jack. Trong đó, với giọng của Jack trong điện thoại, có thể cảm nhận rõ sức khỏe của nam ca sĩ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, khiến cho Virus liên tục nhắc đi nhắc lại về việc anh phải giữ gìn sức khỏe của mình. Trò chuyện với Virus, Jack đã nhắc tới bản demo từng gửi cho Virus nghe thử, cũng như mong muốn Virus đệm thêm phần piano và đăng lên cho khán giả nghe. Jack cho biết vì không biết nhờ ai nên đã gọi cho Virus để mong người đàn anh có thể giúp mình đăng tải bản demo này như một lời nhắn gửi đến các fan hãy yên tâm và đừng buồn vì anh sẽ cố gắng để có thể quay trở lại đi hát. Jack còn nói thêm rằng trong thời gian qua đã nhận được rất nhiều tin nhắn hỏi thăm từ fan nhưng không thể trả lời hết. Tuy nhiên nếu có cơ hội sẽ sớm trở lại. Đặc biệt, Jack chia sẻ bản demo này anh vô cùng tâm huyết nên sẽ ra mắt bản thu hoàn chỉnh cho bản demo này nếu như quay trở lại. Sau khoảng thời gian điều trị trong bệnh viện, dường như Jack đang rất cố gắng để cho ra mắt sản phẩm âm nhạc của mình. Với việc gọi điện cho Virus và nhờ người đàn anh giúp đỡ, rất có thể ngày trở lại của Jack sẽ không còn bao xa. Trước đó, Virus từng cố tìm cách kết nối với Jack giữa lùm xùm vì rất thương người đàn em. Anh tiết lộ Jack từng liên hệ nhờ mình giúp đỡ, nhưng trúng dịp Virus đi Mỹ, nên đến tận bây giờ họ mới có thể trao đổi và giúp đỡ nhau. Có lẽ điều mà các fan của Jack mong chờ ngay lúc này đó là thấy thần tượng hồi phục sức khỏe, nhanh chóng vượt qua sóng gió cũng như sớm được thưởng thức bản demo mà anh nhắc tới.